Chúng ta làm cái đề kiểm tra học kỳ 2 của môn học lớp 9, thời gian làm bài là 40 phút. Mình sẽ làm cái đề số 2. Đề như sau. Trong đề này chúng ta có phần trắc nghiệm là 3 điểm. Có tất cả là 12 câu và phần tự luận là 7 điểm. Có tất cả là 3 câu. Được chưa? Chúng ta đến với câu hỏi số 1 em nha. Các nguyên tố thuộc nhóm 7 được sắp xếp theo thứ tự như sau. Đây là bảng tuần hoàn các nguyên tố học. Thì các bạn ơi, được ta. Đây em ơi, nhóm 7 của chúng ta đây, được chưa? Phải chăng bé yêu anh Trương, được chưa? Phải chăng bé yêu, được chưa? Anh Trương. Rồi. Đây, phải chăng bé yêu anh Trương này, được chưa? Phải chăng bé yêu anh Triệu. Thế chiều này em ơi, thế chiều này là tính phi kim giảm. Tính kim loại tăng. Như vậy người ta có phát biểu nào sau đây là sai. Phi kim của flo là mạnh nhất, vì phi kim giảm nên là flo mạnh nhất, đúng này. Điện tích hạt nhân tăng dần, đúng này. Vì chúng ta biết là chiều sắp xếp từ trên xuống dưới là điện tích hạt nhân tăng dần. Thầy giải thích cho bạn rõ luôn này. Điện tích hạt nhân là cái gì? Là cái chỉ số đây này. Đây là 9 này, 17 này, 35 này, 53 này, 85 và 117 này. Được chưa? Như vậy đúng này. Số ale lớp ngồi cùng tăng dần. Và chúng ta biết là cùng nhóm là cùng số lớp ngồi cùng, đúng không em? Như vậy thằng đây là sai. Được chưa em? Số electron ngồi cùng, số lớp E tăng dần từ flo đến argon. Chúng ta coi thử. Đây, từ flo cho đến atatin em nha. Ở đây chúng ta thấy này, 2 3 4 5 6, được chưa? Như vậy đây này, số lớp E tăng dần, đúng không? Số lớp E tăng dần như nữa, đúng. Như vậy câu sai là câu sai chọn C. Chúng ta đến câu 2 em ơi. Hãy cho biết cách sắp xếp theo dãy nào sau đây theo chiều giảm kim loại. Chúng ta nhớ cho thầy như sau. Chiều kim loại giảm này. Kim loại giảm theo bài thơ như thế này. Khi bạn cần nàng may áo giáp có sắt, nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Được chưa bạn? Rồi. Như vậy ở đây chúng ta có nè, natri. Chúng ta coi thử nha, natri. Natri đây. Magie, magie đây. Nhôm. Nhôm. Kali. Như vậy câu A chúng ta không giảm dần rồi, đúng không? Sai. B. Kali này, natri này, magie này, nhôm này giảm dần, đúng B này. Rồi không cần xét nữa em nhé. Được chưa? ZN, CR, FE, NI, thiết, trì, hydro, đồng, thủy ngân. NI là niken em. Chúng ta đến câu 3 em ơi. Trong một chu kỳ, sự biến đổi của các nguyên tố tuân thủ theo quy tắc nào? Chúng ta biết là trong một chu kỳ là đi từ trái sang phải. Đây em ơi, em lại các bạn tuần hoàn nữa. Trong một chu kỳ chúng ta đi từ trái sang phải này, được chưa? Thì điện tích hạt nhân chúng ta sẽ là tăng dần. Cụ thể chúng ta thấy này, bạn có thấy không? Thầy giải thích to cho thấy này. Chúng ta lấy chu kỳ 2 này, ly bé này, bỏng này, có nhà ở phố này, bây giờ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 điện tích hạt nhân tăng dần. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ là gì? Số E lớp trong tăng từ 1 đến 8. Số lớp E tăng từ 1 đến 8. Số E lớp ngồi cùng tăng từ 1 đến 8. Đúng, cô đúng là cô đêm nha. Vì lý do sao? Giải thích. Vì chúng ta biết là gì? Cái E lớp ngồi cùng là cái nhóm. Ví dụ như thế này, thằng natri có 1 E lớp ngồi cùng thì nhóm 1. Magie thuộc nhóm 2A thì nó thuộc 2 lớp ngồi cùng thuộc nhóm 2. Nhóm
3 lớp ngôi công thuộc nhóm 3, Select 4E thuộc nhóm 4, được chưa? Vâng vâng. Chúng ta đến câu 4 em ơi. Giấy gồm các chất đều là hydrocarbon. Đây, câu A toàn là hydrocarbon này, đúng này. Được chưa? Câu B là C3H8 hydrocarbon, C6H6 hydrocarbon. Còn lại là dẫn xuất này, dẫn xuất gồm có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó, những cái màu vàng là cái dẫn xuất hydrocarbon, tức là ngoài hydrocarbon dẫn thêm một đứa nữa về, được chưa? Được chưa bạn? Ví dụ của bạn đây là carbon, được chưa? Giờ bữa bạn lấy hydro, được chưa? Hiểu không em? Tức là chi lấy gì đó. Lấy hoàng thông gì đó ha, lấy hay hiệp gì đó ha. Là C lấy H, được chưa? Để ra đứa trẻ thêm đặt tên là oxy nữa, tên là on. Được chưa? Như vậy có đúng đây là câu em nha. Chúng ta đến câu 5. Trong phân tử metan có metan đây này. Như vậy trong phân tử metan chúng ta có 4 liên kết đơn CH. Có đúng là câu A. Câu 6. Phản ứng là vẫn đặc trưng của phân tử chứa liên kết đôi liên kết 3. Những thằng mà có liên kết đôi liên kết 3, liên kết đôi CC này, liên kết 3 CC này, mấy thằng này gọi là đói, hiểu không em? Đói là phải ăn. Ăn gì? Ăn cá, ăn heo, ăn bò. Được chưa? Như vậy đây là nó tham gia phản cộng. Đó là phải ăn. Ăn để cho nó no. Tiếp tục. Chúng ta đến câu số 7. Chắc là sau đây là mất màu nước brom. Mất màu nước brom điều kiện là có liên kết đôi và liên kết 3. Hai chất thỏa mãn ở đây là C2H2 và C2H4. Thầy giải thích rõ cho bạn hiểu luôn. Chúng ta đã ghi rõ có phương định cho thầy. Còn cho brom này. Bạn hiểu thế này, hợp chất mà có liên kết đôi CC, được chưa? Người ta gọi là gì? Không no. Mà hợp chất mà có liên kết 3 CC cũng gọi là không no. Không no thì đói đúng không em? Đói thì phải đi gì? Đi ăn cái lẩu bò, được chưa? Mà lẩu bò ngon nhất đặc lý là 247. Rồi, CHBr2. Em không biết đúng không? Tí mời. Tiếp tục. CH2 nối đôi CH2 cộng brom. Các em tạo thành CH2 brom. CH2 brom. Được chưa bạn? Cô đúng đây là cô D. Bạn nhớ thầy là những hợp chất mà có liên kết đôi liên kết 3 hay khác là những thằng đói. Đó là phải ăn, được chưa? Ở đây nó chọn phương pháp là ăn lờ bò. Nó dùng với brom. Chúng ta đến câu 8. Cái gì em ơi? Benzen à, ok. Cấu tạo phân tử benzen cho đặc điểm đây. Cái này trong chương trình mình giảm tải đúng không? Ok, nhưng mà thôi lỡ cho luôn. Thôi làm luôn á. Bây giờ là mỗi vị trí đều có CH hết. Được chưa? Được chưa bạn ơi? Như vậy trong trường hợp này nó sẽ có 3 liên kết đôi xen kẽ với 3 liên kết đơn. 3 đôi xen kẽ với 3 đơn. B. Ok. Bây giờ là C6H6 đó, nó là thành phần chính của xăng đó. Chúng ta đến câu 9. Axit acetic có tính chất axit vì trong phân tử có những hợp chất có nhóm chất COOH thì gọi là axit, được chưa? Vậy có đúng đây là câu D. Phần ghi rõ có tạo cho bạn hiểu. CH3 COOH, được chưa bạn? Những hợp chất mà có nhóm chất COOH này người ta gọi nó là axit. Ta đến câu 10. Điền chất tích, điền chất còn thiếu vào phương định học sau. Hiểu, đây là gì? Đây là axit, còn đây là ete. Thì ở đây chúng ta sẽ đi tích dụng với rượu. Đúng, đây là của xem nha. Câu 11. Sản phẩm thu được khi cho một axit tích dụng với một rượu, đó là ete. Nó nằm dúng ở câu 10 em ơi. Còn chúng ta chọn ở đây là ete. Còn cái câu A chúng ta là ete khác ete nha. Chúng ta đến câu 12. Axit acetic có thể điều chế trực tiếp từ, đó là trừ quá trình lấy men giấm của rượu etylic. Đây thì giải thích cho bạn rõ. C2H5OH đi tới dùng vô oxy, giờ vẫn là lấy men giấm. Em tạo thành CH3COOH
còn cho H2O. Câu đúng ở đây mình chọn là câu C, được chưa? Rồi chúng ta đến câu 13. Câu 13 ở đây người ta cho chúng ta chuỗi, đúng không? Thì đây mình nghe này, đầu tiên là bạn đánh số cho thầy đi. Như vậy đây người ta cho chúng ta là 4 phương trình, được chưa? Phương trình đầu tiên, rượu etylic ra axit acetic. Rượu etylic chúng ta ghi công thức cấu tạo là CH3CH2OH. Từ rượu mà ra axit thì đây em sẽ đi thực hiện phản ứng lên men giấm với chất phản tham gia phản ứng này là oxy lên men giấm. Đây em sẽ tạo thành CH3COOH cộng cho H2O. Phương trình 2, axit acetic. Axit acetic là CH3COOH. Rồi chúng ta tạo ra ethyl acetate. Ethyl acetate chúng ta là C2H5OH. Phần này là phần 2 chiều em nha. Số tác đây là H2E4 đặc đun nóng để tạo thành CH3COO C2H5 cộng cho H2O. Đây, thằng này là ethyl acetate. Tiếp tục, từ ethyl acetate là CH3COO C2H5 đi tới dùng với NaOH, nhiệt độ đun nóng, ở đây em tạo thành CH3COO Na cộng cho C2H5OH. Lưu ý phản ứng này là nó có nhiệt độ đun nóng, nếu thiếu nhiệt độ thì không phản ứng, được chưa nè. Rồi chúng ta đến 4. Từ rượu etylic ra natri etylat. Rượu etylic là C2H5OH. Chúng ta đi tới dùng với natri để tạo thành C2H5ONa cộng H2. Như vậy ở đây thầy đã làm xong cho bạn được 2 điểm nữa là được 5 điểm. Được rồi, nếu mà mình là một người tham vọng, đề phòng là có những cái câu trang mà làm chưa đúng nha, mình phải cố gắng làm kiếm được 6 bài điểm để trừ bớt. Vâng. Được chưa? Không, lòng tham của người vô đáy, hiểu không? Em cần một người chồng là gì? Người kinh tế không quan trọng, được chưa? Chỉ cần sống với em hạnh phúc thôi, được chưa? Cuối cùng là gì, về được 3 bữa, không có tiền làm sao mà sống em. Nha. Rồi chúng ta đến câu 14 em. Câu này 2 điểm. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết ba loại mắt nhãn, đó là glucose, axit acetic và rượu etylic. Và nghe kỹ. Ở đây mình lưu ý này. Ở đây mình có ba dung dịch thì chúng ta biết rồi, trong tất cả các chất hữu cơ thì chỉ có axit acetic tác dụng với quỷ điểm thôi. Được chưa nào? Như vậy đây chúng ta sẽ ghi như thế này. Trích mỗi dung dịch 1x cho một lần thí nghiệm. Trích mỗi dung dịch 1x cho một lần thí nghiệm, được chưa? Tiếp theo là gì? Mình sẽ cho quỳ tím vào ba dung dịch, được chưa? Cho quỳ tím, ta ghi tắt em nha, vào ba dung dịch. Quỳ tê là quỳ tím em nha, vào ba dung dịch, được chưa? Dấu cộng vô nè. Gì? Quỳ tím hóa đỏ là dung dịch acetic. Quỳ tím hóa đỏ là axit acetic. Dạ. Quỳ tím không đổi màu. Là glucose và rượu etylic. Chúng ta nghe kỹ. Trong cái phần tính hóa học của glucose thì chỉ bằng hai cách nhận biết. Chúng ta có thể dùng đó là gì?
dùng siêu hóa các đường, được chưa? Siêu hóa đường thì nó sẽ biến từ gì? Glucose sẽ hòa tan cái tủa siêu hóa các đường để tạo ra dịch màu xanh đậm, hay là màu xanh đậm. Còn điều tích lít thì không. Hoặc là bạn dùng cái phưởng mà luôn luôn đúng cho glucose để nhận biết, đó là dùng Ag NO3 trong môi trường nữa, 3 đun nóng, được chưa? Chúng ta ghi này. Cho dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 dư vào hai dung dịch còn lại, và đun nóng. Được chưa? Cho AgNO3 trong môi trường NH3 vào hai dung dịch còn lại và đun nóng. Chúng ta nghe kỹ. Nếu mà đây mà nó gì? Nếu đây mà nó tạo cái tủa màu trắng bạc là glucose, không hiện tượng là rượu etylic, được chưa? Chúng ta ghi. Tạo cái tủa màu trắng bạc. Là glucose. Được chưa? Không hiện tượng là rượu etylic. Được chưa bạn? Như vậy trong trường hợp này chúng ta ghi như sau. Phương trình C6H12O6. Đây em sẽ đi tới dùng với Ag2O. Xuất phát ở đây là NH3 đun nóng, tạo thành C6H12O7 cộng 2Ag. Ag đây từ cái tủa màu trắng bạc. Cái thằng C6H12O7 này nó là axit gluconic, được chưa? Rồi, cái kiến gì về câu 14 không ạ? Bạn biết là thầy canh rất là chuẩn ha, đi vừa đủ luôn. Cái gì vậy rồi? Được chưa bạn ơi? Rồi, chúng ta đến câu 15 em nhé. Câu 15. Cho dung dịch glucose lên men, ta thu được khí carbonic ở điều kiện tiêu chuẩn. Câu A là viết phương trình hóa học sẽ ra, tính khối lượng glucose đã dùng. Rồi bây giờ bạn nghe kỹ thầy nói. Cái câu 15 này nó khó đúng ý C thôi. Bây giờ bước đầu tiên ở đây bạn sẽ đổi cái thể tích này sang cho thầy mol. Vậy nè, xong rồi cho thầy. Đầu tiên em đi tính mol CO2. Lấy thể tích là lấy 11,2 trên 22,4 bằng bao nhiêu mol em ơi? Với bằng 0,5 mol không? Rồi. Rồi, câu A này viết phương trình này. Quá dễ. Glucose là C6H12O6. Ở đây chúng ta thực hiện phưởng lên men rượu. Nhiệt độ lý tưởng đây là từ 30 cho đến 32 độ C. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ tạo thành C2H5OH cộng cho CO2. Được chưa? Ở đây mình đã tính được mol CO2 rồi, chỉ mol thôi. Mol CO2 chúng ta là bằng 0,5 mol. Mình chọt qua cho rượu. Lấy 0,5 nhân 2 chia 2 thì mol rượu đây là bằng 0,5 mol. Lấy 0,5 nhân 1 chia 2 thì mol glucose đây sẽ là 0,25. Được chưa bạn ơi? Rồi hết câu A em nha. Câu B. Câu B ở đây yêu cầu chúng ta là tính khối lượng glucose cần dùng. Để tính khối lượng glucose, tức là tính khối lượng của C6H12O6. Thế đây em sẽ lấy mol nhân mở lớn thôi. Mol là 0,25. Nhân mở lớn glucose là 180.
Bạn tính cái thầy bằng bao nhiêu? Hả? Dạ vâng, rất cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đây, vỗ tay. Tiếp tục. Tiếp tục. Chúng ta đến câu C mời. Câu C là câu khống chế của cái đề này. Và câu C này bữa trước thầy đã dạy bạn rồi. Câu C này. Bạn nhớ cho thầy hai điều này. Mỗi lần người ta cho chúng ta đồ rượu là 1 này, cho khối lượng riêng của rượu là 2, thì bạn luôn phải nhớ cho thầy được hai công thức. Đó là công thức khối lượng rượu và công thức đồ rượu. Được chưa? Đầu tiên thầy sẽ áp dụng cho bạn, đó là công thức khối lượng rượu. Khối lượng rượu này, khối lượng là bằng mol nhân m lớn, mol rượu nhân m lớn rượu, và bằng v rượu nhân cho d rượu. Đó là công thức thứ nhất. Cái công thức thứ hai liên quan tới đồ rượu. Đó là đồ rượu này. Đồ rượu là bằng v rượu chia cho v dung dịch rượu nhân 100. Rồi, ở đây chúng ta sẽ tương đương này. Bởi nhìn nha, cái nào có là cái nào số liệu đề cho là thầy sẽ bôi màu vàng. Mở rượu có rồi này, 05 này. Mở lớn rượu có rồi này. À, V rượu chưa biết này, nhưng D rượu đã có rồi này. Đồ rượu người ta đã cho này. Bạn hiểu này, người ta đang hỏi chúng ta là hỏi V dung dịch rượu, hiểu không em? Được chưa? Như vậy để tìm được V dung dịch rượu thì chúng ta tính V rượu, mà V rượu chúng ta dựa vào cái biểu thức đầu tiên. Được chưa nào? Rồi, vậy là hết rồi đấy em. Vậy thôi các bạn tưởng gì khó. Mol rượu ở đây là 0,5. Khối lượng mol của rượu C2H5OH tính đi. Rồi bằng 46. V rượu đang tìm. D rượu đề đã cho này, nghe em ơi. D rượu đề cho đây 0,8, được chưa? 0,8. Từ đây em sẽ tính ra cho thầy V rượu bằng 0,5 nhân 46 chia cho 0,8. 28,75. Đơn vị đây là ml. Được chưa nào? Rồi. Cái đó mình ráp dưới biểu thức này nữa là xong. Đồ rượu đây để cho bằng bao nhiêu? Ở đây thầy tích, nghe vậy, từ đây coi chúng ta thầy tích tính rượu 46 độ, tức là trong này là dung dịch rượu chứ. Còn khi nào mà ta bỏ đồ rượu đi thì đó là vê rượu, em hiểu không? Rồi tương đương 46 bằng vê rượu là 28,75 chia cho vê dung dịch rượu nhân 100. Từ đây em sẽ tính được cho thầy vê dung dịch rượu. Rồi em sẽ lấy đó là 28,75 nhân 100 và chia 46, tính cho thầy bằng bao nhiêu? Số 2,5 ml. Và đây là đáp số cuối cùng em nhé. Rồi, ta kiến nhiều này không em ơi? Rồi, Khoa có hiểu giống như không Khoa ơi? Ok.